Lan xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lan chia sẻ đến cả nhà cái cách làm xíu mại chảo ăn kèm với bánh mì như vậy nha. Mình có thể làm món này để ăn vào những cái buổi sáng cho con đi học đồ, rất là tiện lợi và thơm và ngon luôn nè. Thì để cho cái xíu mại của mình nó được mềm được béo thì Lan sẽ sử dụng ở đây là 60ml sữa tươi không đường. Mình cho vào trong đây khoảng là 30g cái ruột bánh mì á cả nhà. Đó là moi cái ruột của một ổ bánh mì mình cho vào trong đây mình ngâm để cho nó nở ra ha. Và Lan sẽ sơ chế thêm một ít cái củ sắn hoặc còn gọi là củ đậu á để mình cho vào trong cái nhân xíu mại của mình ăn cho nó có cái độ giòn giòn nó ngon ha. Thái Lan sẽ cắt sợi nhuyễn nè, sau đó thì mình sẽ cắt thành những cái hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này nha cả nhà. Ngoài củ sắn mình có thể là thay cái củ sắn này thành bằng cái củ năng cũng được nữa. Sau khi cắt xong thì Lan cho vào trong một cái túi á. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi vắt để cho nó ráo cái phần nước này ha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái lòng đỏ của cái trứng muối nè, mình hấp lên cho nó chín đi rồi mình cho vào mình tán nó nhuyễn ra. Sau đó thì Lan sẽ cho vào trong đây là 200g thịt nạc xay nè. Rồi ở đây Lan còn có thêm là cái này là cái mỡ heo, mỡ gáy á. Thì mình mua về mình trần sơ qua nước sôi đi. Rồi mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ ra như thế này nha cả nhà. Là 50g và 50g giò sống nữa nè. Bây giờ Lan sẽ cho vào trong đây là một muỗng canh cái đầu hành lá băm và một muỗng cà phê hành tím băm nha cả nhà. Rồi mình sẽ nêm gia vị luôn ha. Lan dằn vào trong đây một xíu muối nè. Thì nó tầm khoảng là 1 gram thôi. Rồi mình có ở đây là hạt nêm. 8 gram hạt nêm ha. Mình có là một muỗng cà phê lưng đường 4 gram. Và có thêm là 4 gram bột ngọt. Cho nửa muỗng cà phê tiêu. Và cái bánh mì ngâm sữa hồi nãy á thì bây giờ Lan sẽ đổ hết vào trong đây luôn nha. Đó mình cho hết cái phần này vào luôn, bây giờ Lan sẽ trộn lên cho nó hòa quyện với lại nó tan cái phần gia vị luôn nha cả nhà. Rồi còn cái phần mà cái củ sắn mình vắt ráo nước hồi nãy nè, lên cho vào luôn là 50g nha cả nhà. Rồi mình cho thêm một xíu dầu mè nữa, bây giờ mình trộn thêm một lần nữa cho nó đều á. Có thể là dùng tay để mình bóp cho nó quyện lại với nhau ha. Và cái phần nhân xíu mại này nè, nó rất là thơm và nó mềm, nó béo nữa. Sau khi mà hòa quyện rồi thì Lan sẽ vo thành những cái viên tròn tròn như thế này. Thì tùy vào mình thích lớn hay nhỏ nha. Ở đây lên vo này tầm khoảng là 40 gram nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho lên sửng và đem đi hấp ha. Thì nước sôi rồi lên sẽ cho vào và mình hấp tầm khoảng là 10 đến 12 phút là cái viên xíu mại này nó chín nha cả nhà. Bây giờ mình đậy nắp lại và mình hấp cho nó đủ thời gian nha. Lên sẽ chuẩn bị thêm một ít cà chua để mình làm cái sốt ở bên ngoài á. Thì ở đây mình cà chua này mình sẽ cắt thành những cái hạt lựu nhỏ nhỏ. Rồi mình xào lên thì nó sẽ mau nhừ nha. Và đây là cái phần nhân xíu mại mà mình đã hấp nè, đủ thời gian rồi khoảng là 12 phút thôi ha. Rồi lên bắt một cái chảo dầu lên, mình cho khoảng là một muỗng canh đầy hành tây băm nè, một muỗng cà phê tỏi, rồi thêm một muỗng cà phê hành tím nữa. Mình phi cho nó vàng nó thơm lên. Rồi Lan sẽ cho cái phần 300g cà chua này vào. Mình xào với cái lửa nhỏ nhỏ để cho cái cà chua này nó chín nó nhừ luôn nha cả nhà. Khi mà mình thấy cà chua nó nhừ rồi thì Lan sẽ cho tiếp vào trong đây là 30g tương cà nè. Đó Lan đảo đều để cho nó lên cái mùi á, cái mùi thơm của tương cà đó. Rồi cái phần nước hấp thì Lan sẽ chế hết vào trong đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ tiếp là 250ml nước lọc vào để mình nấu cho cái phần cà chua này nó nhừ ra nha cả nhà.
nấu với cái lửa vừa vừa thôi, rồi để cho cái phần sốt này nó có cái mùi thơm hơn á, thì Lan có ở đây là một cái lá bay leaf mình cho vào. Nếu các bạn không có thì khỏi cho cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm gia vị luôn nè. Mình cho vào trong đây là 5 g hạt nêm. Đường thì Lan có là 15 g nè. Bột ngọt 2 g. Mình sẽ cho tiếp rồi trong đây là cái một muỗng cà phê dầu hào thì nó tầm khoảng là 5 g ha. Rồi nước mắm ngon 1 muỗng cà phê 5 g luôn. Nửa muỗng cà phê tiêu và mình cho thêm 1 muỗng cà phê nước tương tầm khoảng 5 g luôn nha cả nhà. Mình nấu cho nó hơi sánh sánh cái sốt này lại xíu ha. Khi mà mình thấy cái sốt nó hơi sánh sánh rồi á thì mình sẽ cho hết cái phần thịt này vào nè. Mình nấu tầm khoảng 10 phút để cho cái nước sốt á nó ngấm vào trong thịt, nó hơi sánh lại một chút nữa. Thì Lan sẽ cho vào trong đây một xíu bột năng. Thì cứ một muỗng canh bột năng thì mình pha với 2 muỗng canh nước. Đó mình cho vào một ít thôi. Rồi mình xới lên như vậy á để cho cái bột năng nó hòa quyện á, mình nấu khoảng 5 phút nữa vậy là được nha cả nhà. Nhớ nấu với cái lửa nhỏ ha. Khi mà mình thấy nó sánh á lại rồi thì Lan sẽ cho vào trong đây một xíu tiêu. Rắc thêm một ít cái hành lá cắt nhuyễn nữa nè. Và bây giờ chỉ cần là thưởng thức với bánh mì hoặc là cơm thôi. Chúc cả nhà mình làm thành công luôn nha.